Hiệp 1 đã bắt đầu. Trong hiệp 1 này thì Bình Định sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn ảnh quý vị và các bạn. Đây là Viết Triều, một cầu thủ của Thác Quảng Ninh. Hữu Thắng. Không được. Thắng đã va vào người của trung vệ Đình Bảo. Đây là ông Nguyễn Đức Thắng. Đây là... Năm nay giải nhất sẽ chỉ có một suất duy nhất lên hạng so với một suất rưỡi như mùa giải năm ngoái. Trong trận playoff để xác định xem đang có những cái đầu nóng xuất hiện trên sân Bà Rịa. Ngay từ đầu trận đã liên tiếp có những sự va chạm dẫn tới việc căng thẳng của cầu thủ hai bên. Người vừa bị phạm lỗi đó là Vũ Em. Và người phạm lỗi với anh đó là Phạm Văn Nam. Hơi sâu, đội trưởng Văn Giang. Văn Giang là Thành Phong. Khá nguy hiểm. Đường tạt bóng tưởng như vô hại, suýt chút nữa đã có được bàn thắng mở tỷ số cho Bình Định. Một pha bóng khá bất cẩn của thủ môn Thanh Tuấn. Trời mưa, sân trơn bóng ướt và các cầu thủ rất dễ mắc những sai lầm như thế này. Vẻ mặt không hài lòng của huấn luyện viên Trần Minh Chiến. Ngọc Mạnh tạt bóng không được. Suýt chút nữa đã có bàn thắng cho Bà Rịa Vũng Tàu. Môn Vũ Tuyên Quang đã chơi cẩn trọng trong tình huống trao bóng vừa rồi của Quế Hồng Mạnh. Một pha chuyền bóng vô tình trở thành một cú dứt điểm khá hiểm hóc. Văn Giang không được. Người đánh đầu là Đinh Tiến Phong. Đã đoán được điểm rơi nhưng điểm tiếp xúc với bóng lại không tốt và khiến cho cú đánh đầu vừa rồi đưa bóng bên trong thì các cầu thủ không có nhiều cầu thủ chơi đầu tốt. Ngay trước đó là của Thanh Phong. Và đúng lúc này thì trọng tài Lê Vũ Linh đổi còi kết thúc hiệp 1, hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0. Cũng đã không có nhiều cơ hội xuất hiện về phía khung thành của hai bên. Và chúng ta sẽ tạm nghỉ phút trước khi quay trở lại với khung thành của Bình Định. Văn Kiên. Ôi! Pha tạt bóng không thể chê vào đâu được của Trung Văn Kiên. Pha va chạm giữa cầu thủ Bình Định và trung vệ Trần Anh Bảo bên phía Bà Rịa Vũng Tàu không sắc nét của mình. Vẫn là những cú sút phạt của đội trưởng Bùi Văn Hiếu.
nhạc trưởng trong lối chơi của Bình Định. Bùi Văn Hiếu, thôi không được, bóng đã chạm vào đầu của Viết Triều. Không phải, đó là Thanh Bình, một trong ba trung vệ của Bình Định. Rất tiếc bàn thắng gỡ hòa đã không đến với Bình Định. Mình đang thi đấu cho màu áo của Bà Rịa Vũng Tàu theo bản hợp cho mượn từ đội bóng Phú Núi. Thành Phong, thôi dứt điểm, không được. Lần này đến lượt thủ môn Thanh Tuấn trổ tài. Rõ ràng là bàn thắng của Lê Minh Đại Bình đã mở ra. Vừa rồi là cú dứt điểm của Lê Thanh Phong, rất chính xác. Thanh Phong đối mặt với Ngọc Mạnh, đã vượt qua, chuyền bóng trong, không được. Vẫn là pha cắt bóng quen thuộc của Đình Bảo. Và lợi thế dẫn điểm đang thuộc về Bà Rịa Vũng Tàu. Minh Bình, Lê Minh Bình đang gây ra rất nhiều khó khăn cho các hậu vệ bên phía Bình Định. Đã có thêm thẻ vàng dành cho hậu vệ bên phía đội khách, lần này là Thanh Bình. Văn Giang đánh đầu, không được. Không có bàn thắng thứ hai dành cho Bà Rịa Vũng Tàu. Người vào quang vào có lẽ đó là Văn Thái, cầu thủ đã vào thay cho Võ Hoàng Quang. Hai phòng ngự của Bình Định đang có vấn đề, đặc biệt là những tình huống cố định. Hoàng Sơn, cú sút được hơi nhẹ của Hoàng Sơn. Vai trò của đội trưởng Văn Giang trong lối chơi của Bà Rịa Vũng Tàu là rất quan trọng, đặc biệt là những tình huống đá phạt. Người bị đau đó là Chu Văn Kiên. Tuấn Em, không được, bóng đi trúng sang ngang. Một cú sút phạt khiến thủ môn Tuyên Quang. Phút thứ 74 và tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng ta cùng xem lại cú đá phạt rất tốt của Tuấn Em. Thấp một chút nữa thôi thì có lẽ đây là những giây phút họ phải tập trung tối đa để có thể giữ được chiến thắng trên sân nhà. Khá nguy hiểm. Minh Bình, tốc độ của Minh Bình. Minh Bình, chuyền bóng, không được. Có lẽ đó là tình huống dứt điểm của Văn Kiên. Thêm một tình huống phản công rất sắc của Bà Rịa Vũng Tàu. Tốc độ của Minh Bình đã được phát huy. Đường chuyền bóng ra cũng là vô cùng. Và anh xứng đáng với những tràng vỗ tay khi rời sân. Sáng của Sa Mai tới từ Phố Núi. Lê Minh Bình, cầu thủ quê Bình Phước. Không chỉ là bàn thắng mở tỷ số. Đúng lúc này trọng tài chính Lê Vũ Linh nổi còi kết thúc trận đấu. Và Bà Rịa Vũng Tàu đã có được chiến thắng quý giá 1-0 trước Bình Định. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền đạo trẻ Lê Minh Bình. Với 3 điểm có được trận đấu này thì Bà Rịa Vũng Tàu đã tạo ra khoảng cách 5 điểm so với chính đối thủ.